tiền liệt là tuyến chỉ tồn tại ở nam giới. Tuyến này có trọng lượng khoảng 20g. Tuyến tiền liệt nằm ở vị trí bên dưới bàng quang và bao quanh niệu đạo. Tuyến tiền liệt giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra tinh dịch. BSA là một kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt được mã hóa bởi gen KLK3. BSA được tiết ra từ các tế bào biểu mô của tuyến tiền liệt và có khối lượng phân tử dao động từ 30.000 cho đến 34.000 dalton. Phần lớn BSA trong máu đều gắn với các protein huyết tương, chỉ có khoảng 30% BSA tự do không gắn với các protein. Các BSA tự do này không có khả năng phân hủy protein. Đây chính là lý do chỉ số BSA được coi là dấu ấn của ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên, không phải cứ có nồng độ BSA trong máu tăng cao đồng nghĩa với việc bị mắc ung thư tiền liệt tuyến. Một số tình trạng bệnh lý khác cũng có thể dẫn đến tăng nồng độ BSA trong máu như viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt lành tính, bí đái phải đặt son niệu đạo. Để xác định bệnh nhân nào mắc và không mắc bệnh ung thư, những người đàn ông có xét nghiệm BSA tăng cao sẽ phải siêu âm qua ngã trực tràng, MRI. Sau khi có MRI hội chẩn với hình ảnh học, bác sĩ chuyên khoa hình ảnh học sẽ chỉ định sinh thiết hay không sinh thiết. Kết quả sinh thiết sẽ do bác sĩ giải phẫu bệnh độc. Sinh thiết tuyến tiền liệt gây khó chịu cho bệnh nhân và có nguy cơ biến chứng nhỏ. Sinh thiết tiền liệt tuyến là kỹ thuật mà bác sĩ sẽ lấy mẫu mô từ tuyến tiền liệt để mang đi kiểm tra giải phẫu bệnh, kiểm tra dưới kính hiển vi nhằm xác định có thực sự tồn tại ung thư hay không. Sinh thiết tiền liệt tuyến được chỉ định khi kết quả sàng lọc, xét nghiệm máu hoặc thăm trực tràng nghi ngờ có sự tồn tại của ung thư tiền liệt tuyến. Sinh thiết tiền liệt tuyến có thể được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm sinh thiết tiền liệt tuyến qua thanh hậu môn. Kim sinh thiết sẽ đi xuyên qua thanh hậu môn để vào tuyến tiền liệt. Đây là kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất. Sinh thiết tiền liệt tuyến qua đáy chậu. Kim sinh thiết sẽ đi qua vùng da ở đáy chậu, khu vực nằm giữa hậu môn và bìu để vào tuyến tiền liệt. Sinh thiết tiền liệt tuyến qua niệu đạo là kỹ thuật sinh thiết tiền liệt tuyến bằng cách sử dụng ống soi bàng quang. Các kỹ thuật sinh thiết tiền liệt tuyến có thể được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp các lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ. Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sinh thiết tiền liệt tuyến, giống như bất kỳ kỹ thuật nào khác, sinh thiết tiền liệt tuyến cũng có thể xảy ra những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó bao gồm chảy máu tại vị trí sinh thiết, xuất hiện máu trong tinh dịch, xuất hiện máu trong nước tiểu, khó tiểu tiện, nhiễm trùng. Không phải tất cả các bệnh ung thư tuyến tiền liệt nào cũng đều đáng lo ngại như nhau. Nhiều loại phát sinh sau này trong cuộc đời và phát triển chậm đến mức cách hành động tốt nhất chỉ cần là theo dõi chúng. Các nhà nghiên cứu cho biết chính những bệnh nhân mắc bệnh ung thư phát triển chậm không mắc bệnh ung thư này. Mặc dù mức BSA tăng cao, có thể không phải thực hiện các thủ thuật xâm lấn hoặc tốn kém hơn nếu bác sĩ có các xét nghiệm tốt hơn. Bởi vì hầu hết ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm nên nó thường không đe dọa đến sự sống hoặc là gây ra các triệu chứng đáng lo ngại trong 8 đến 10 năm. Do đó, ngay cả các hiệp hội y tế không đồng ý với một số kết luận năm 2012 như Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ cũng không khuyến khích xét nghiệm BSA cho nam giới có tuổi thọ hạn chế. Hiện nay, một số bệnh viện, phòng khám tư vẫn cho người dân tầm soát ung thư tuyến tiền liệt bằng xét nghiệm BSA và đưa ra chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt đã mang đến nhiều hậu quả như mổ cắt ung thư tuyến tiền liệt quá sớm, gây hậu quả nặng nề, bên cạnh đó tốn kém không ít chi phí của người dân. Tình trạng vôi tiền bệnh nhân đang tiếp diễn xảy ra. Cụ thể, theo tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin gần đây nhất, ngày 6 tháng 12 năm 2022, sau 2 ngày công bố đường dây nóng về vẽ bệnh, môi tiền, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận được 19 cuộc gọi, trong đó có 5 cuộc gọi về vẽ bệnh, môi tiền. Các cuộc gọi còn lại phản ánh khám chữa bệnh, tham nhũng, bảo hiểm xã hội, vân vân và vân vân.